thôi học nghề chân chính.
Thì Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Noe như thế nào thì ngày Con Người qua lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ đã ăn uống cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người qua lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang lạc đường thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối say thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã canh thức không để nó quét phát nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì không người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Thì thưa cộng đoàn, các con thiên nhiên rất thân mến, trong một năm, ngày đầu năm gọi là ngày gì? Ngày đầu năm là ngày nào? Ngày đầu năm là ngày nào? Ngày đầu năm là ngày mùng một Tết, đúng không? Ngày mùng một Tết. À, ngày mùng một Tết là ngày khởi đầu của một năm mới. À, còn trong đạo của chúng ta, trong đời sống phục vụ của chúng ta, thì hôm nay Chúa Nhật thứ nhất của Bắc là ngày đầu năm phục vụ. Chủ nhật thứ nhất của họ là ngày đầu năm phục vụ. Lại câu hỏi thứ hai cho chúng con này: trong một năm thì có mấy mùa? Bốn mùa. Thứ nhất mùa gì? Mùa xuân này. Thứ hai mùa hạ. Thứ ba mùa thu. Thứ tư mùa đông. Xuân hạ thu đông. Rồi trong nhà thờ, trong đời sống phục vụ của chúng ta có mấy mùa? Năm mùa. Hả? Bài thứ nhất là mùa gì? Mùa vọng. Bài thứ hai mùa giáng sinh. Thứ ba mùa chay. Thứ tư mùa phục sinh. Thứ năm mùa thiên nhiên. Chính xác. Cùng chào mừng các bạn. À, chúng ta quá giỏi luôn. À, hôm nay chúng ta bước vào chủ nhật thứ nhất của họ cũng là ngày đầu năm của phục vụ. Thế thì nếu như ở ngoài cây cối đây.
Vậy thì mừng ngày hôm nay cho chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất, Chúa đến bất ngờ. Mình phải biết là Chúa đến bất ngờ. Cái bất ngờ đây nó có cái ý là chúng ta không biết. Chúng ta không biết, nhưng không phải là sáng mai hay là chiều mai hay là Chúa đến chỗ này, Chúa đến chỗ kia không. Chúa nói là tôi đến bất ngờ. Ví dụ hôm nay Chúa đến đây để cho con biết Thảo là Sơ Thảo ơi, chắc khoảng 4 giờ cha đến. Thế thì là 4 giờ là chúng con có mặt đây sẵn sàng rồi. Đúng không? Thế nhưng mà nếu mà cha Thả, cha nói với Sơ Thảo là hôm nay tôi đến dự lễ nhưng mà tôi đến bất ngờ thì chúng bảo sao? Thì chúng bảo sao? Thì đương nhiên là chúng con phải đến thật sớm và mình không biết lúc nào cha mới đến. Nếu chúng ta có mình đến. Thế thì ý thứ nhất, Chúa đến như thế nào, làm thế nào để chúng ta mong chờ Chúa đến đây thì chúng ta phải biết. Thứ nhất là Chúa đến bất ngờ. Chỉ sự kể của chuyện của ông ơi, người ta cứ vui vẻ, lấy vợ, lấy chồng, ăn uống, nhiều nhiệt, đúng một cái ảnh thủy đến. Chỉ có ông ơi em là thế thôi. Thế thì cả Chúa đến chúng ta là cái chỉ là bất ngờ mà trí ngôn của chúng ta, xếp đặt của chúng ta là chúng ta. Chúng ta không thể ép Chúa phải đến cái này, cái khác này cả. Chúa đến là quyền của Chúa và Chúa đến theo ý, theo giờ của Chúa. Chúa đến bất ngờ nha. Chúa bất ngờ giống như cha nói là cha đến đây dân lễ, ngày hôm nay cha đến dân lễ, chắc chắn cha sẽ đến nhưng cha không cho biết giờ nào. Thì chúng ta biết là cha này cha đến bất ngờ như vậy, thì bây giờ thì mình phải mong cha, phải mong từ sớm, mong từ sáng sớm. Tức là cha có chọn vậy. Đây là ý thứ nhất, Chúa đến bất ngờ. Và cái thứ hai, chính vì Chúa đến bất ngờ mà chúng ta phải tỉnh táo nha, phải tỉnh thức nha. Tỉnh thức là làm sao? Thì theo ý thứ nhất là chúng ta phải từ sáng đến trưa, trưa đến tối. Chúng ta lúc nào chúng ta cũng cố gắng giữ tâm hồn của chúng ta đẹp lòng Chúa, đừng chạy xe với sự tế đạt, cái này thì nó là hơi khó. Cha chỉ xin gợi hai cái ý để cho chúng ta tỉnh thức. Người tỉnh thức là người luôn luôn có lời Chúa ở trong lòng. Để tất cả quý vị chúng con cũng như là kêu gọi các chị em đi lên nghe lời Chúa. Xin cho lời Chúa nó thấm vào lòng chúng ta. Lời Chúa phải thấm vào lòng chúng ta. Chúa dạy cái gì, Chúa nói cái gì, Chúa nói cái gì là mình nhớ. Người tỉnh thức là người có lời Chúa ở trong lòng của mình. Và cái điều thứ hai, người tỉnh thức đó là người thực thi những lời Chúa dạy. Là những người thực thi những lời Chúa dạy. Mà Chúa dạy chúng ta thì nó có lại có một cái điều thôi, đó là yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa và yêu người. Thế thì nếu chúng ta sống cái đức mặc ái, nếu chúng ta sống cái đức mặc ái và ái với Chúa, và ái với tất cả mọi người, đấy là chúng ta là tỉnh thức. Và bất cứ lúc nào Chúa đến và thấy chúng ta đang làm mặc ái, đang sống tỉnh thần mặc ái, đó là chúng ta đang tỉnh thức để đón chào Chúa. Chúng ta đi lên thiên sứ đức tin, và chúng ta thiên sứ đức tin, tôi tin kinh như Chúa Trời. Thank you.
Chúa đã tương ban, quý xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn.
từ giờ đây chúng con thân tiến, trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời. Chư con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta sang nguyện thần. Này cha chúng ta trên trời, chúng con nguyện
đồng bằng ngươi cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn và đoàn viên đoàn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng kêu đời chúng con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin gói phương pháp cho hội thánh được bình an và hiểu nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Cho con người một cú roi cho con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực tài đời vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, các con thi như thân mến, chúng ta đã bước vào chủ nhật thứ nhất của học và chỉ có 4 chủ nhật thôi. Và đêm Giáng sinh đó là đêm 24 tháng 12. Xin cho tâm hồn của chúng ta luôn luôn biết mong chờ Chúa đến qua niềm tỉnh thức và tỉnh thức như cha đã chia sẻ với chúng con. Một tâm hồn tỉnh thức là một tâm hồn ghi nhớ, luôn luôn ghi nhớ về Chúa trong lòng và thực thi những lời Chúa dạy. Đó là để về tâm hồn tỉnh thức. Và khi Chúa đến, bất cứ lúc nào Chúa đến và thấy chúng ta đang thực thi những lời Chúa dạy thì đấy là người đầy tớ rất là trung tín và khôn ngoan. Chúa ở cùng anh chị em. Yeah.